Chào các bạn đến với Hạnh Phúc Đắp Xây. Thường thường thì Thị có chuyên mục là từ vườn vào bếp, nhưng hôm nay Thị sẽ nói một cái vấn đề ngược lại, đó là từ bếp ra vườn. Thì trong bếp có cái gì để ra vườn được các bạn? Đó là những cái rác thực phẩm, rác hữu cơ mà chúng ta có thể tận dụng để làm phân hữu cơ và bón cho vườn. Và đó cũng là một trong những bí quyết là tại sao Thị trồng rất là nhiều rau củ và cây nào cũng rất là to mập. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem là làm cách nào để làm phân hữu cơ tại nhà được. Đây các bạn ơi, từ trong nhà bếp thì có rất là nhiều nguyên liệu để mà làm phân hữu cơ. Ví dụ như đây là cái bột thừa lúc mà mình lăn bột con gà gô xong rồi đó, thì mình đâu có thể nào mà sử dụng vào việc gì khác, thì mình sẽ dùng làm cho phân bón hữu cơ luôn. Tiếp theo là ông xã mình uống cà phê. Rồi sau khi uống cà phê xong thì một cái này chỉ sử dụng có một lần thôi là quăng đi. Nhưng mà cái cà phê này là cái chất hữu cơ rất là tốt cho cây trồng, thì mình cũng tận dụng được. Cái nữa là như các bạn cũng đã xem những cái tập trước là Thùy ăn trứng vào buổi sáng với bánh mì ốp la đó. Thì quả trứng này, vỏ trứng này mỗi lần mà mình làm bánh mì ốp la xong rồi mình xả nước, rồi mình để trên cái giá cho nó khô. Rồi còn lại là những cái thực phẩm thừa, ví dụ như là mỗi lần mà mình gọt rau củ rồi đó, là như vỏ khoai tây, bông cải xanh mà hôm bữa Thị làm cho các bạn xem là những cái phần thừa nè. Đó, thì là đây, đều là làm rác hữu cơ được. Ngoài những cái thứ mà thực phẩm thừa Thị nói mới nãy, thì chủ yếu là những chất xơ, tinh bột và rau củ quả thừa. Mình tuyệt đối mà không được cho chất đạm, tức là protein, tức là thịt hay là sữa, hay những sản phẩm làm từ sữa, thì những cái đó nó gây ôi thiêu ở trong cái thùng mình đựng giun, và nó sẽ không tốt cho cái môi trường của con giun sống. Thì như các bạn cũng biết thì làm phân compost có rất là nhiều cách. Thì để mà kiểm soát được cái phân compost thì phải có điều chỉnh nhiệt độ, rồi lưu thông khí, rồi độ ẩm, cũng như là cái môi trường pH ở trong cái phân compost đó, để cho đảm bảo cho các vi sinh vật nó sống và nó ăn cái, để phân hủy cái thực phẩm. Nhưng ở Thủy ở cái ban lạnh thì Thủy không có làm phân compost cái kiểu đó được, bởi vì vào mùa đông thì là nó quá lạnh, lạnh đến âm độ, thì không có những con vi khuẩn đó, nó chỉ ráng để nó tồn tại thôi, nó không có ăn uống gì nhiều. Cho nên là như bạn Thủy ở Wyoming cũng rất là lạnh, thì làm 10 năm mới có phân để mà bón các bạn. Là nó phân hủy lâu đến mức như vậy đó. Cho nên để mà làm cái quá trình này nó diễn ra nhanh hơn thì Thủy có sử dụng trùng quế. Thì lúc đầu Thủy cũng mua trùng quế trên mạng thôi, nhưng mà sau này Thủy biết rằng nếu mà mình lấy đất ở vườn mình đó, rồi mình bắt đầu rồi nó cũng thành, nó không phải là cái trùng quế, nhưng mà nó là con giun ở trong đất của mình đó. Thì ở trong đất mình có nhiều loại giun khác nhau các bạn. Có một số giun á, con trùng á, thì nó sống được trong cái môi trường là nuôi bắt, thì nó vẫn sống bình thường, nó vẫn ăn bình thường, không có gì. Nhưng mà có một số con giun khác thì nó lại không như vậy. Cho nên là nếu mà các bạn có trùng quế thì là một cái loại giun hay là loại trùng nó sống rất là tốt trong môi trường nuôi bắt và sản sinh rất là tốt. Thì ở Việt Nam cũng có bán rất là nhiều, thì các bạn có thể tham khảo và mua những cái trang ở Việt Nam. Nói về những cái gì mà có thể bỏ vào phân hữu cơ được, thì đương nhiên là vỏ trứng thì nó không phân hủy được, nhưng mà nó cung cấp thêm canxi cho đất. Thì cách mình làm thì mình sẽ dùng chày để giã nhuyễn ra, và đương nhiên là khi mà con giun nó ăn xong thì nó vẫn còn cái vỏ trứng đó các bạn, thì vẫn không sao, mình cứ bỏ chung vào trong đất. Khi mà mình bón thì sau thời gian thì nó sẽ ra cái môi trường đất để nó kiểm soát cái pH hoặc là cung cấp canxi cho đất, thì nó không sao. Còn những cái khác thì nếu mình muốn cho nó phân hủy nhanh thì mình có thể xay nhỏ, sắc nhỏ ra. Còn nếu mà mình có nhiều quá đó thì mình để cho cái size bự, để cho nó mốc meo lên từ từ, thì con giun nó ăn là vừa.
khi mà mình sắc quá nhỏ mà số lượng mình cho quá nhiều thì có thể là nó gây nó phân hủy, cho nên nó lên cái mùi hơi hôi. Thì chút nữa mà Thủy sẽ cho các bạn xem là cái giấy vụn như là từ văn phòng, hoặc là cái hộp trứng, hộp đựng trứng. Đây là cái những cái hộp cạc tông đựng trứng. Thì là mình giữ tất cả những cái hộp này, mình không có mua hộp nhựa. Mình không mua hộp nhựa vì hộp nhựa thì không có tái chế được. Cho nên mình chỉ mua những cái hộp bì cạc tông này. Và đến khi mà mình cho Jun ăn á, là từ nói chung thôi. Nhưng mà mình xé cái này ra thì con Jun thì cũng như những con vật khác thôi bạn, các bạn, tức là nó có thể có chỗ ăn và có chỗ ngủ. Thì cái chỗ ngủ là những cái giấy hay là những cái vật liệu xốp khác như là sơ dừa, để nó có chỗ khô ráo, gọi là vật liệu nền hay là vật liệu để của cái giường, vật liệu lót. Và một cái công dụng khác của những cái vật liệu lót là ví dụ như mình cho một lớp vật liệu lót rồi mình cho Jun vào lúc đầu, rồi mình cho thức ăn, rồi mình lại cho một cái lớp vật liệu lót nữa. Thì mỗi khi mình cho Jun ăn á thì mình cho một phần thức ăn thì mình phải cho 3 phần cái lượng vật liệu lót, hay người ta còn gọi là cái chất màu nâu, tức là cái chất xơ, còn những chất màu xanh tức là thực phẩm. Cái công dụng tiếp theo của những cái chất xơ này, tức là mình cũng có thể dùng lá cây mình khô rồi đó, mình cắt nhỏ ra mình để nguyên cũng được, thời gian rồi nó cũng sẽ phân hủy, là nó kiểm soát được mùi. Thì mình cũng có thể sử dụng sơ dừa hay là những cái chất hữu cơ khác. Thì khi mà mình cho thực phẩm quá nhiều, nó phân hủy nhanh thì nó sẽ gây mùi ở trong gara hay là cái chỗ mình đựng. Thì những cái này mình cho lượng nhiều thì nhiều khi mình không biết là 3 phần là bao nhiêu, thì mình có cho rất là nhiều giấy ở phía trên, nó cũng có vừa có kiểm soát độ ẩm nữa, thì nó rất là tốt. Nên là cho việc cho nhiều giấy thì không phải là một vấn đề. Và thường thường thì một tuần thì mình sẽ cho Jun ăn một lần thôi các bạn, không nên cho ăn nhiều quá. Một trong những cái sai lầm của những người mới làm Jun hồi đó có thời đó là cứ nghĩ là một tuần cho ăn một lần đúng rồi, nhưng mà cho ăn quá nhiều. Lúc đó là Thị mua 500 con Jun mà thì mình thấy một cái gói vậy thôi thì mình cũng đâu có đếm đâu. Nhưng mà mình thấy lúc mà mình nghe 500 con thì mình nghĩ nó rất là nhiều, mà thấy có chút xíu à. Nên là mình một tuần mình cũng cho ăn mà xong thấy rất là lâu phân hủy. Cho nên mà sau này thì những con Jun nó nhân đôi lên rất là nhanh, cho nên là bây giờ Thị đã có một cái số Jun lớn thì Thị mới dám cho nhiều. Nhưng mà cái bí quyết là khi nào mà mình thấy là tức là những cái lần cho ăn tiếp theo á, mình thấy là những cái thức ăn của cái đợt trước nó không có còn nguyên dạng thức ăn nữa, tức là mình không nhận ra cái đó là bông cải hay là cái đó là cái lá hay là cái vỏ khoai tây nữa, thì mình hãy cho tiếp vào. Còn nếu mình thấy những cái thứ mà mình cho lần trước nó cũng còn nguyên hình nguyên dạng thì là đừng có cho vào, tức là Jun nó ăn không có kịp. Thì thầy sẽ cho các bạn xem là cách mình lấy cái cà phê này ra như thế nào, và sau đó thầy sẽ dẫn các bạn đến thăm những cái thùng Jun của mình. Rồi bây giờ thì thầy sẽ moi cái cà phê ở trong cái gói này ra. Bạn xem, ở khi mà mình lấy ra thì nó là như vậy. Rồi mình cứ moi rồi thì ở trong này là có cà phê và cái lớp màng bên ngoài là giấy lọc. Rồi sau mới đó mới tới cái lớp nhựa bên ngoài. Thì mình cái phần, nếu mà mình lấy phạm vào phần giấy thì cũng không sao, cái phần nhựa là không thể nào mà phân hủy được thôi, thì cái đó mình phải bỏ thùng rác. Đây các bạn, vậy là cuối cùng mình được chừng này cà phê và một mớ rác thải. Cuộc sống hiện đại con người làm ra nhiều rác thải không các bạn? Rồi về phần cái thực phẩm thì mình nói sơ với các bạn là tại sao mình bỏ trong những cái hộp này. Tại vì những cái thực phẩm này nó phân hủy được, thì mình bỏ trong bếp đó, nó hôi. Do đó là mình bỏ trong những cái hũ này thì cũng đúng ra là những cái hũ đựng hạt điều, hạt đậu phộng rồi thôi. Mình mua về mình ăn đó, thì mình để dành là mình dùng. Thì những cái móc meo này là những cái mà con Jun nó sẽ ăn và nó sinh sống. Lúc đầu không biết bỏ những cái thau hay là những cái
tô rồi đó nó hôi bếp, thì bây giờ giải pháp là bỏ trong cái hũ nhựa này để nắp kín lại thì nó sẽ không còn hôi nữa. Rồi bây giờ thì sẽ bỏ áo lạnh vào để đi vào gara, bởi vì nhiệt độ ở ngoài nó âm độ thì trong gara cũng rất là lạnh. Rồi thì sẽ cho các bạn xem những con giun, tình hình con giun của thầy nó như thế nào và mình sẽ cho nó ăn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là hai cái hệ thống nuôi trùng quế, nuôi giun của Thụy. Thì lúc đầu thì Thụy chưa có dùng cái sản phẩm của công ty này, thì cũng xem trên mạng rồi có rất là nhiều cách để mà làm phân từ giun và thực phẩm hữu cơ. Hồi trước là Thụy sử dụng những cái thùng như thế này, xong rồi mới đục lỗ xung quanh này là để cung cấp khí cho nó, cho con giun nó thở các bạn. Và ở dưới này nè là đục lỗ ở dưới đáy để ví dụ như là thực phẩm mà mình cho vào mà nó bị ở nhiều nước quá đó thì nó sẽ chảy xuống đáy rồi mình hứng. Tại vì con giun mà nó khi mà nó đã bị quá ẩm thì nó cũng môi trường sống không có thích hợp thì nó cũng sẽ rất là dễ chết. Thì đây là cái setup hồi xưa là có một cái thùng mà đứng ở dưới hứng. Nhưng mà thầy làm cái setup này thì nó đơn giản và hiệu quả. Tuy nhiên là con giun đó các bạn, bất kể là mình ví dụ như mình cho thức ăn vào tới đây luôn, bất kể là nó là cái lớp thức ăn nó dày tới cỡ nào, nó vẫn có mặt. Tức là theo lý thuyết là con giun nó sẽ đi theo thức ăn, thì mình cho thức ăn càng ở phía trên thì con giun nó sẽ theo đó, thì mình sẽ thu hoạch ở phía dưới. Nhưng mà khi mà mình làm cái kiểu này á thì mình phải mở ra rồi mình moi cái lớp giun ở trên lên, rồi con giun nó cứ đi chui xuống hết, cuối cùng vẫn có giun luôn các bạn. Tức là mỗi lần thu hoạch như vậy rất là vất vả. Thì có rất là nhiều cái cách hệ thống ở trên mạng họ làm, có cái kiểu là làm nhiều khay nhiều tầng. Ví dụ như bạn cho thức ăn lên cao xong rồi thì con giun nó đi theo thì những cái tầng ở dưới bạn có thể thu hoạch được. Nhưng mà cái setup này thì là thị mua của cái công ty này tên là Urban Worm Bag, của Urban Worm Company. Thì cái cách nó vận hành, tức là mình đầu tiên mình cho thức ăn ở dưới này đúng không, rồi cứ càng ngày mình sẽ cho thức ăn càng nhiều lên thì những cái chất nó phân hủy, thì mình mở cái này ở dưới và mình sẽ thu hoạch phân hữu cơ. Thì đây là cho các bạn xem như là phân giun là đã thu hoạch rồi đó, rồi mình thu hoạch là được tới 3 thùng luôn. Nó là như vậy, tức là nhìn nó phân hủy đen như là mùn vậy đó các bạn. Cho các bạn xem gần cái phân hữu cơ nó như thế nào, bạn thấy không, nó rất là tơi xốp luôn. Cái rama của mình thì nó hơi tối, nhưng mà các bạn thấy đó, khi mà nó có phân nó tơi xốp như vậy thì là rất là tốt cho cây trồng. Nó là màu đen thui luôn, rất là đen luôn đó, đen cái găng tay của mình luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho giun ăn. Thì cái hệ thống này để mình xem thử là tình trạng của mấy con giun ở trong này như thế nào. Lần trước mình cho khá là nhiều giấy ở lên trên đó, xong rồi tới một cái lớp giống như là mùn cưa vậy đó. Này hơi tối, sao các bạn không thấy rõ. Cờ thử cái giun đó, cái con giun đó ngoại để mình moi cho các bạn coi nha. Đây em giun nó nhỏ nhỏ như vậy thôi đó. Thì khi mình cho ăn á thì mình không nhất thiết là phải rải đều, mà rải đều thì cũng được, nhưng mà không nhất thiết, bởi vì con giun nó đi theo thức ăn các bạn. Đó, thì mỗi lần mình cho ăn thì mình cứ để thức ăn ở phía trên thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho đầy đủ các thức ăn. Đầu tiên đương nhiên các bạn phải đeo găng tay vào nhé. Rồi mình có hai bên thì mình sẽ chan giống nhau. Đây cà phê và bột hồi nãy đây, rồi mình cứ rải. Mình có một cái xẻng mini đó, mình chia làm đôi cho hai cái thùng. Là mình có hai hộp đồ ăn thì mỗi em sẽ được một hộp. Đó là vỏ khoai tây rồi nè,
cà lát rồi. Mình trồng thủy canh ở trong nhà đó, cà rốt tím đó nè. Những cái món mà mình có giới thiệu với các bạn đó. Đó. Lá của cái bông cải xanh vào. Rồi xong cho một ít trứng vào nha, cung cấp canxi cho đất. Nêm gia vị vậy đó các bạn. Rồi sau đó các bạn có thể dùng mùng cưa hay là sơ dừa xay nhuyễn bỏ lên trên. Cái này để vừa là cho nó là vật liệu lót cho nó ngủ, vừa là kiểm soát độ ẩm và cũng như là kiểm soát mùi ở trong cái thùng giun. Cuối cùng là mình bỏ giấy lên trên. Cái giấy này là cũng cái giấy khi mà mình người ta ship đồ tới nhà đó thì bỏ bọc quanh những cái đồ của mình. Mình xé nhỏ ra cho nó mau phân hủy. Hồi trước nó cứng lắm các bạn, bây giờ bỏ trong cái thùng giun là nó hút ẩm đó, nó mềm bớt rồi đó. Và thêm nữa là những cái giấy văn phòng á, giấy văn phòng mình cắt nhỏ nè, bụng nè, những cái giấy mà mình tài liệu mật này kia mình hủy đó là mình cũng dùng luôn được. Tức là hồi trước mà lúc mà cái mực có kim loại nặng này kia thì không nên dùng, nhưng mà sau này những cái mực in người ta đã sử dụng nguồn gốc thực vật á, làm từ đậu nành này kia, nên là các bạn vẫn có thể sử dụng được. Rồi là mình đóng cái em này lại. Như vậy là xong. Mình sẽ làm cái em bên kia cũng tương tự như vậy thôi. Rồi tuần sau mà lại cho ăn tiếp. Các bạn ơi, như vậy là Thủy đã cho các bạn xem cái hệ thống nuôi trùng quế của Thủy và tạo ra phân hữu cơ từ rác thải hữu cơ từ trong bếp. Và cụ thể cũng đã nói sơ qua về tất cả những cái cách cho giun ăn và những cái điều cần lưu ý. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like, nếu như thích kênh thì các bạn hãy subscribe. Các bạn có những thắc mắc gì về việc nuôi trùng quế, thì có thể chia sẻ kinh nghiệm được thì thầy sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những lần sau. Chào tạm biệt.